Ba người trong gia đình ở Bình Dương bị điện giật tử vong. Thưa quý vị, Công an thị xã Bến Cát tối nay ngày 4 tháng 4 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ điện giật khiến ba người tử vong. Sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày trước một căn nhà ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, thấy nước mưa tràn ra trước nhà mình nên bà Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1953, ngụ thị xã Bến Cát đi ra để quét. Tuy nhiên trong lúc quét nước thì bà Nhị bị điện rò rỉ từ dây điện 3 pha, giật té ngã. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Lên, sinh năm 1952, chồng bà Nhị, chạy ra hỗ trợ nhưng cũng bị điện giật. Tiếp đó anh Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1983, con trai của ông Lên, và cháu là Nguyễn Thái Dương, sinh năm 2011, tiến đến hỗ trợ cũng bị điện giật bất tỉnh. Sự việc khiến ông Lên, anh Bình và cháu Dương tử vong. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là do thời điểm này trời mưa, gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha, làm nhiều dây điện bị đứt, sau đó nhiễm xuống nước đọng ở mặt đường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.